giờ này anh đang ở nơi đâu? Ngăn cách đây ngàn vô dương sầu, mai đây chẳng xa, thương nhớ không nhòa. Thương kẻ đi xa lòng nặng mà bao niềm đau, có nghĩa trong tâm tư xót xa duyên lỡ làng. Em chốn ngày nhìn mây cuối trời, thương người chốn xa sương ướt chai mềm. Em ở nơi đây rượu hồng dạ. Dạ thưa bà. Kìa, ông là ai? Thưa bà, tôi là một kẻ từ miền, từ miền xa xôi lắm, đạp sương hàng mang gió tuyết trở về đây. Để làm gì? Để kể cho bà, kể cho bà nghe một câu chuyện. Một câu chuyện? Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ sắp đăng trình. Bà ơi, đêm qua tôi có về ngang nơi hò hẹn cô, thì tôi mới hay rằng người con gái ấy đã sang ngang. Tôi, ông đừng nói nữa, chỉ làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiền mùa thu vào trong giấc mơ buồn ba. Rồi một chiều nào bà có dừng chân nơi quán lạ, xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trình. Tôi đã ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô độc như loài chim buồn lạc lòng. Bà chẳng nhớ thương của một kẻ đăng trình đã cùng bà thề nguyện ước, thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và khóc cho nhau vài giọt lệ sau cùng. Ông là ai mà giọng nói như nghẹn ngào nước mắt? Chắc chuyện ban đầu của hai kẻ yêu nhau, có phải chắc ông là kẻ xa đi và để hưởng một cuộc đời vàng không qua mình, bỏ lại bên đường dài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây để chúc tụng cho bà đêm hôn lễ được vô vàng hạnh phúc, thì xin bà hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ cho dặn đời xa không bỡ ngỡ mộng sông hồ. Để cho bà bước lên kiệu cưới, nhưng đó là quyết định của sư mẫu em, đi làm sao cái lời người.
thôi đường bà đi đường tôi bước chanh quốc quan hà là một sáng mùa thu. Rồi một chiều nào bà có dừng chân bên liền đồi có là để lắng nghe chim huyền rộn rã kêu sầu. Đó là lúc bà đã bình yên trong cuộc sống, sống bên chồng và những hết rồi, đừng gọi đến tên tôi xin vĩnh biệt. Lòng Dương khổ sầu nhớ lời cánh thương. Dù phải xa câu triệu tập môn đồ để cử hành hôn